Trên lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Thế là thôi. Dạ. Trời thương quá. Thực ra vậy, nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chưa vợ, thứ hai là anh lại còn kém từ mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì 50 mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, không sao đâu. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ, chào Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia, để chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt, năm nay 47 tuổi, nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 ạ. À, dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh, dạ. Ở đâu cần là mình đi chăm sóc hả? Dạ, em ra tới ngoài Bắc luôn á anh Linh. Bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết, nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Yeah. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình tên là Ngô Thị Tuyết. Yeah. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ, hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Thuê mình nuôi á, chừng nào mà người ta sức viện người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. À, nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ, người đó nay 92 tuổi ạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ, hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty có luôn. Nhà nghỉ cho em đó. À, không có nhà riêng. Dạ em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè ạ. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Em thì nói chung là hơi nhẹ dạ hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh những ai khổ hoặc là em nuôi bệnh là em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị con mà nó la mẹ hay la cha gì, cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy vậy, em thấy tụi đó là phải tật xấu đâu trời, nó tật tốt hay xấu gì thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người, người ta thấy người ta cười á. Rồi mời nhà gái. Ưu điểm của mình thì thương người, vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em. Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh với bất động sản. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Một đời chồng. Nhưng để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đúng là như vậy. Hả, là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Thôi. Dạ. Trời thương quá. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Để bây giờ em qua em nghĩa anh trai bên kia coi như thế nào, rồi em về em báo cáo với chị. Dạ em chào, chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói sự thật thì cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á,
À, nuôi một năm mấy nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình đi trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất chia tay luôn. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Chú kỳ vậy? Chú... Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi à. Nhưng mà sao xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất à. Phải là ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được. Ôi nhưng mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy, người đã mất tình cũng đi theo luôn. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh này rất là tuyệt vời luôn á. Sự luôn. Nói thật chứ, xin lỗi không chứ, ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á, mình chưa chắc mình chăm sóc được á. Huống hồ chi là một người lạ. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm. Không có tâm nuôi không được. Phải kiên trì, kiên nhẫn mới làm mới được. Nói chung em cũng quen. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe thôi là bái phục rồi. Cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì nói chung là một á, thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không còn nhiều là kinh tế hoặc là làm gì kia làm là em lo hết. Trời ơi, thôi được rồi. Miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á. Dạ Covid, em có nuôi Covid trong An Bình á. Em lâu mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa? Em nuôi năm rồi lắm, năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Chào MC Quỳnh Ninh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi hôm nay mới được gặp. Cái hoàn cảnh của anh đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Nếu mà có một người chồng thế này, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình. Rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á. Ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Rồi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động. Cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình nghĩ thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chiêu vợ. Thứ hai là anh lại còn kém từ mình. Thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì... 50 mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Thí dụ như giờ á là hai người đến với nhau không có sinh được đứa con nào, anh buồn không? Dạ, điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái... phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Không có cũng sao đúng không? Dạ. Đó, anh không có sợ lo đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À, nay đi với ship ạ. Ship ngồi ạ. Em xin chào MC Quyền Linh. Chào em gái song sinh của chị. À, hả? Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Nếu mà mở rào ra chị cảm thấy hạp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Anh đi với ai vậy này gái? Em đi mấy này à, mấy anh chị em. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói đó chính là chú giống như một người hùng. Chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là
Thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi, bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em ạ. Mình có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên em tặng anh. Cảm ơn em. Em mở giúp anh. Rồi, hên quá, khẩu vị nịch. Cảm ơn em. Hên quá. Hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cuộc đời của anh luôn. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Thấy à? Khó cảm tình hả? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói cái thành khó. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ. Không nói yêu mấy. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi. Để cho nó quen. Ngày nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu trai. Nếu em ở Phú Quốc, anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu quá. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Xin có ý kiến với anh Quyền Ninh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Chăm sóc bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Rồi, đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ. Hôm nay anh nắm tay em thế này. Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó, thử thách lắm. Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Thiệt á, tôi thương ông anh, tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Anh thấy làm như nó có sảng khoái hay sao? Sảng khoái. Mấy giặc chú sĩ điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn. Còn không quyết định, mình không cần bấm. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương. Một người này thì khỏi phải nói rồi, cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Anh đã bấm rồi đó. Đã bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. 1 2 3. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Không lẽ tôi hôn? Chị có thể đứng yên cho anh hôn. Đã anh lên nè. Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc.